Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay cần câu để phục vụ cho mấy anh em. Đầu tiên là cây cần này. Đấy. Đấy. Cần này chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đấy. Nó dòng này. Cần này chắc là China hay Taiwan gì đó xuất nhập nha mọi người, còn khá là ok. Đây, xốp nó còn lớp ni lông bọc ngoài luôn. Khoan của nó đây. Đấy, khoan của nó còn ok nha mọi người. Đấy, đá màu nâu nè, khoan thì màu đen nhá. Đọc. Một giống, hai, ba, à, có ba lóng thế này, bát vặn này, cái này kim loại, cái này nhựa này, đấy, ok. Cái cần này dài 2m7, thu vào là 1m03, đột là 2,4 ly, cân nặng là 200g, cân nặng 200g nha mọi người, đấy. Rồi. Cái cần này số 1. Cái cần này mình bán 180.000. Số 1 180.000 nha mọi người. Đây. Có nhiều anh em á là bảo là cái cách quay cái cần của mình á thì nó không nhìn được tổng thể của cái cần. Thì đây. Bây giờ là mình sẽ quay qua cho mọi người thấy sơ qua cái tổng thể của những cây cần mình quay nhé. Tại vì đặc thù á, là mình muốn quay cận cảnh để cho mọi người nhìn rõ cây cần một tí. Với lại mình cũng có đọc thông số mấy của nó rồi, nên thành ra là mọi người có thể mường tượng được nhé. Đấy. Đấy, cần đấy. Ok. Cứ đọc số mấy với số đọc cho mọi người thì mọi người có thể là nhìn rõ hơn. Đấy. Chứ thực ra mọi người phải dựa trên thông số kìa, chứ có mọi người nhìn trong camera, nhiều anh thì kêu nhìn camera thấy nó nhỏ mà mua về nó to, mà nhiều anh thì bảo nhìn trong camera thấy nó to mà mua về nó nhỏ. Tại vì sao? Tại vì mấy anh phải chú ý xem những cái thông số của nó kìa thì mọi người mới mường tượng được là nó to hay nhỏ, chứ còn thực ra nhìn camera cũng khó án biết được lắm. Đấy, mình phải coi những cái thông số này thì mai ra mình vá được. Với lại mọi người nhìn theo cái ngón tay của mình đây này. Đấy, thấy chưa? Nhìn cái thân của nó theo ngón tay của mình là mọi người nhìn theo cái ngón tay là mọi người biết là án của nó là khoảng bao nhiêu. Đấy. Ok. Số 1 180.000. Số 2 cũng là một cây cần fib, chất liệu là fib nha mọi người. Đây, China xuất nhập nha mọi người, hàng China xuất nhập. Ngoại hình của con này khoảng 80%, chỉ có sốt này thì nó hơi dơ dơ thôi, màu sáng này thành dơ. Đây. Cái đầu bu của nó hình như nó cũng có bị tục gì, người ta dán keo rồi đây, về mọi người thay đầu bu đi nhé, nó cũng tục đá rồi, nó cũng mắc đá rồi nha, đầu bu mắc đá rồi nha mọi người, đầu bu mắc đá rồi này, đấy, bốn cái khoang này còn ok nhé. Một giống, hai, ba, ba giống nha mọi người. Cần này dài 2m4, thu vào là 88cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 140g. 140g nữa. Đây, nó bị mắc cái nắp vặn dưới cái góc đây. Đây này, cây số 2. Cây này mình bán 140.000. Số 2 140.000.
số 3 là mình có một cây cần tay chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần tay này của NFT này, NFT chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 80%, 75-80% nha mọi người. Đấy, đọc của nó đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu ống. Cái cần này dài 5m4, thu vào là 1m02, đọt là 1.5 ly, cân nặng là 380 gram. Đây là cái số 3. Và cái này 200. Số 3 200 nha mọi người. Số 4 là một cái cần đai hoa. Cần đai hoa nha mọi người. Chất liệu là phíp. Đây. Ngoại hình của nó thì mấy cái khoang có khoang bị nứt bể rồi này. Đấy, nứt này. Đấy. Chắc cái dàn khoang này mọi người về thay đi xài cho nó sướng nhá. Nhựa này thì cũng rẻ thôi mà. Đấy. Đọt mảnh, một giống, hai giống. Ba giống nha mọi người. Ba giống. Đấy, cần này thanh nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đây, bát FX5. Đây, cần này dài 2m4, thu vào là 86cm, đọt 0.9 ly, cân nặng là 80 gram. Cây này cây số 4. Số 4. Cây này ngoại hình khoảng 80% nha mọi người, 85%, khoảng 85% trở lên. Cái này 100. Tiếp theo. Cái này chắc cũng China, Taiwan gì xuất nhập rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này nước sơn thì cũng còn được khoảng 80% ấy. Mấy cái khoan bị rỉ. Đây cho mọi người xem. Đấy. Mình đánh giá về phần trăm sản phẩm thì mình chỉ đánh giá về vấn đề màu sơn, độ ám mới thì mọi người còn khoan thì mình cho mọi người xem đây. Mình không đánh giá phần trăm ở trong đó. Một, hai, ba, bốn, năm. Đấy, bát kim loại này. Cái này nhựa. Cần này dài 2m7, thu vào 74cm, đọt là 1.7 ly, cân nặng là 160 gram. Cây này cây số số 5. Cây này bán 160. Số 5 160.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 6 là một cái cần tay chất liệu là phíp. Đây. Tay của nó đây. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80% trở lên nha mọi người. Đọt của nó đây. Một giống, hai, ba, bốn, năm, năm giống. Mà giữa giống số 3 với số 4 hình như là nó có bị gãy, bị đồ gì không biết, trong nó hình như có gãy rồi. Người ta chêm cái lóng này rồi nha mọi người, chêm cái lóng rồi. À, chêm cái lóng rồi. Về mọi người xử lý lại đó, mình thấy còn hơi hở hở đây, về mọi người xử lý lại. Đấy.
về mọi người lái lóng là thay lóng hay là gì đó thì tùy mọi người. Cái này dài 3,6 m, thu vào 90 cm, độc là 0,7 ly, cân nặng 140 g. Cái này cây số 6, số 6. Cây này 80 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 7 là một cây cần, cần này thì mình nghĩ là cần tay, cần tay chế nha mọi người, cần tay chế lại thành trợ máy nhé. Đây Fuji FS6 này, chỗ này cần tay chế người ta cột luôn lại chỗ này, cái lóng chỗ này rồi nè, người ta dán luôn lóng chỗ này rồi nhé. Đây, đây là đọt của nó, cao phao đàn hay cái gì mà dùng cái này không biết. Đấy, một lóng. Ồ, chỗ này có nứt, có gì người ta cọc cước đó nha mọi người, cọc cước gia cố này. 2 3, ủa, 3 giống nha mọi người, có 3 giống. Đấy, dàn khoan thì thấy còn ok hết. Không, cái này hơi bị mấy một tí này. Còn cái này bị đứt thép chỗ này rồi nhá, đứt thép một đoạn thép chỗ này rồi nè. Đấy, cái này có nứt nè. Ba cái phèn này có vấn đề tí nhá. Đấy, đó, cái này cây số 7, dài 2,5 m, thu vào là 1,19 m, độc là 1,2 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cây số 7, 70, số 7, 70. Tiếp theo là một cây cần Shimano, chất liệu là phíp nha mọi người, Shimano, chất liệu phíp. Mô hình của cây cần là khoảng 75-80%. Đấy, dàn phan nhựa thì bóng cái phan về mọi người thay đi. Đấy, còn đầu bu nè, đầu bu ok nha mọi người. Đấy, đầu bu rất là đẹp luôn, đầu bu liền luôn. Đấy, đá này. Đấy, về mọi người nhỏ keo gia cố chỗ này, hình như lạch đá tí rồi, về gõ lại tí nhé. Phơi cần thì còn ok, đó là bóng cái phan thì cũng bị hư rồi, mà về mọi người thay đi nhé. 1, 2 lóng, 3 lóng, 3 lóng mọi người, bát Fuji này, cần dài 2,7 m, thu vào 99 cm, độc là 2,3-2,4 ly, cân nặng là 180 g. Đây là cái số 8, 8 lúc rồi, 2, 4, 6, 8. Đây là số 8. Đây, cái cần này mình bán 140 nghìn, số 8 140 nghìn nha mọi người. Số 9 là một cây cần tay Ryobi Made in Korea. Cái cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 80-85%. Đây, đọt của nó, đọt mảnh đây. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm giống nha mọi người, năm giống tất cả. Cái cần này dài 4 m, thu vào là 1,03 m, độc 0,6 ly, cân nặng là 200 g. Đây là cái số 9, cần số 9 nha mọi người.
À, số 9. Càng này mình bán 180.000. Số 9 180.000. Số 10. Số 10 là một cái cần Apollo. Apollo chất liệu là fib nha mọi người, chất liệu là fib. Đấy, mẫu hình của cái cần này khoảng 75-80%. Nó cũng khá khá không biết nổi đâu. Đây, độc của nó sơn nó sáng thấy cái độc rồi. À không. Độc của nó chỗ này nó bị nứt bể ra này, mọi người về có thể thay cái độc này đi nhé. Đây. Cái đoạn nối độc chỗ này nó nứt toát ra chỗ này rồi. Coi như là cái độc này về mọi người thay hoặc là chế lại tùy mọi người nhé, gia cố gì tùy mọi người. Đấy, còn coi như là không có độc đi. 1 cái ống 2 3 4 5 6 giống nha mọi người. Đằng này gần 6 giống. Cái cần này dài 5m3, thu vào là 1m03, độc là 1 ly, cân nặng 380g. Cái này cây số 10. Số 10. Cái này bán 170.000. Số 10 170.000 cho mọi người về thay độc nha. Số 11. 11 là một cái cần Olympic. Chất liệu là fib nha mọi người. Fuji FX7 này. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80% trở lên. Đấy. 39. Dàn khoan của nó thì cũng nứt vỡ rồi, mắc đá tùm lum rồi. Thay về thay 4 cái khoan này đi. Đấy. Đồ bu thì còn đây. Ok. Đọt khá là to nha mọi người. Đọt khá là to, cứng cáp. 1 2 3 4 giống nha mọi người, 4 giống. Lớp keo này thì nó khô, nứt tróc rồi, về mọi người muốn thì tra keo lại, không có thì thôi bỏ qua cũng được. Đây, dù cọc của nó còn ok nhé, dài cần dài 4m, thu vào là 1m1, độc là 2,9 ly, cân nặng là 340g. Cái này cây số 11. Số 11. Cái này bán 200. Cái này bán 180. 180.000 cho mọi người. Để về cho mọi người thay mấy cái khoan. Để dễ. Số 12 là một cái cần 2 thúc, chất liệu là fib nha mọi người. Đấy, khoan thì khoan cái thì cũng hư bể rồi này, thay khoan cái này rồi. À, mấy cái khoan có tất cả 3 cái khoan thì hư hết, còn cái đầu bu thì như thế này đây, chắc về mọi người cũng thay luôn, thay khoan thay đầu bu luôn. Còn phôi của nó thì mình nhìn thấy ok nha mọi người. Đấy, còn hình của nó thì khoảng 75-80%. Đấy, đọt này. Đấy, rất là cứng cáp nha mọi người. Cần này dài 1m67, độc là 2,4 ly, thu vào là 84 cm, đọt là cân nặng là 220g, cân nặng 220g nha mọi người. Đấy, cây này cây số 10 quá rồi, 12. Cây này cây số 12.
120.000. Số 12, 120.000 nha mọi người. Số 13 là cây cần này, hiệu NGK nha mọi người, NGK chất liệu là fib, bát Fuji FS6, ngoại hình của cây cần này cũng được 80-85%, đây khoan của nó ok nhé, khoan Fuji nhé, khoan Fuji nha mọi người, đấy, khoan đá còn ok, đọt này. Một giống, hai giống, ba giống. Ba giống nha mọi người. Cần này thì cái thân của nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, mọi người nhìn so với ngón tay của mình nè. Đấy. Cần này dài 2m1, thu vào là 76cm, đọt là 1,3 ly, cân nặng là 100g. Cây này cây số 13. 13. 180.000. 13 180.000 nha mọi người. Số 14 tiếp tục có một cây cần này, cây cần này thì China hay Taiwan gì đó xuất Nhật. 2m7 này, chất liệu là fib nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85% trở lên. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, năm lóng, dàn khoan của nó ok, khoan của nó ok cho mọi người. Đọt này, ok. Cái cần này dài 2m7, thu vào là 75cm, đọt là 100, đọt là 1 ly 8, cân nặng là 160g. Cái này cây số 14. Một trăm chín mươi nghìn nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 15 đây, cần là China Taiwan thì xuất Nhật luôn nhé. Cần dài 36 này, đấy, chất liệu là fib, ngoại hình của cái cần này khoảng 80%, đấy, dàn khoan thì mấy cái khoan này cũng còn đá này, ok, đầu bu cũng còn đá này, chỉ có bị một cái khoan cái này là mất rồi này. Đấy. Của nó. Một giống, hai giống, ba, bốn, bốn giống nha mọi người. Cần này dài 3m rưỡi, thu vào là 1m, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 180g. Cái này cây số 15. 150.000. 15, 150.000 nha mọi người. Tiếp theo số 16 gần này. China Taiwan thì đó xuất Nhật đây. Chất liệu là fib. À, China đây này, China này. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% nha mọi người. Còn khá là mới. Chỉ có dàn khoan thì hơi dỉ một tí thôi. Đấy. Này này mắc đá nha mọi người, khoan này mắc đá này. Đấy. Còn lại thì còn đá. Ok. Đọt.
một giống, hai, ba, bốn, bốn giống. Chưa đo luôn, dài 3,6 m, dài 3,6 m, đọt mẹ đọt đọt. Dạ, 36 này. Đọt là 2,2 ly này. Chiều dài, chiều dài là khoảng 1 m. Chiều dài 1 m. Cân nặng của nó, cân nặng của nó 200 gram. Đấy. Cái cần này là cần số 15. Cần số 16. Cái cần này bán 190.000. 16 190.000. Tiếp theo số 17. Số 17 là cần gì đây? Perfect Kisu 2m1. Đây. Đọc và cần phíp cho mọi người. Họ hình của cần 90-95% trở lên. Rất là đẹp. Đây. Nhà khoan của nó còn mới đẹp luôn. Đấy. Dạ, 2m1 chứ mấy. Đấy. 1 giống, 2 giống, 3 giống. Đấy. Dạ, 2m1 thu vào là 80 cm. Độc là 2 ly, cân nặng 140 g. Cái này cây số 17. 17. 140.000. 17 140.000. Là mua cần Olympic. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 65-70%. Này, dàn khoan thì hư rồi, còn đầu bu. Ôi, đầu bu mắc đá rồi mọi người. Đầu bu mắc đá rồi. Không. Về thay luôn dàn khoan đầu bu nha. Lấy cái phôi ra. Lấy cái phôi cần này thôi. Đấy. 1 giống, 2 giống, 3 giống nha. Đấy, bát vặn này. Bát vặn nhựa nha. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 77 cm, độc là 2 ly, cân nặng là 180 g. Cái này cần số 18. 18 70.000. 18 70.000 nha mọi người. Số 19. 19 là cây cần này. Súp 2m1, chất liệu là phíp nha mọi người. Đây, khoan kim loại như thế này, về đánh ra. Đấy. Đọc. 1 giống, 2 giống, 3 giống. Mô hình của cây cần này khoảng cỡ 65-70%. Bát vặn nhựa này. Đấy. Cần này dài 2m1, thu vào 79 cm, độc là 2,4 ly, cân nặng là 180 g.
Cái này cái số 19. 19. 80.000. 19 80.000. Là một cái cần tay chất liệu là phíp cho mọi người. Đây cái thân nó chỉ nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đây. Mọi hình của cái cần này khoảng 75-80%. Đây, độc nó bị gãi xi độc này chỗ này nha mọi người. Thì gãi xi độc chỗ này thôi. Độc còn rất là mảnh nhé. 1 giống, 2 giống, 3. Thân mà nhỏ nhỏ như thế này thì chỉ có khoảng 3 là hết cốt. Cần này dài 2m4, thu vào là 1m01, độc 0.5 ly, cân nặng là 110g nhé, cân nặng là 110g nhé, không phải 110g. Cân nặng 110g. Cái này cũng tới rồi mà, cân nhầm rồi, từ khoảng 80 gram thôi. Đấy, cái này cái số 20. Số 20. 20. Này cũng 70.000. 70.000 nha mọi người. Rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình 07 86 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship cho mọi người. Đấy. Mọi người mua hàng thì hàng của mình á, lúc mọi người mua thì nhận hàng thì được phép mở ra kiểm tra hàng nhé. Nên là mọi người phải kiểm tra hàng kỹ lưỡng, cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nhé. Có gì thì mọi người alo cho mình, điện thoại cho mình để giải quyết ngay lúc đó luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người cứ không xem hàng rồi cứ nhận bừa xong rồi báo mình bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.